quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Cháu sự xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Cháu được xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cháu được xin được gửi một lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các ông bà, cô chú, anh chị, tất cả các khán giả trên kênh Bạn Em. Hôm nay thì nhà em xử là có đập lúa và hai cái vụ mùa rồi cô bác. Cái thước phim trước thì cháu được cũng đã chia sẻ rằng là đã đập và đến chỗ kia rồi cô bác này. Bây giờ thì gạt hết rồi, còn một thửa bé tí nữa thôi. Thì anh em có bổ sung thêm một cái này nữa cô bác này. Đấy, cái này một cái thùng để mà mình đập nữa. Cái này thì nó sẽ to hơn. Cái này thì mượn của nhà ai? Mượn của nghề bảng thế ạ. Trái anh Vũ à? Đấy, bây giờ thì hết nắng cũng gần mũ của anh nữa rồi nhờ. Cái bạn này thì có vẻ là rất là duyên rồi các bác này. Năm nay thì được 15 tuổi đấy nhờ. Hôm nay thì có ra là sự thuê người gạt đấy các bác. Thì hai mẹ con có ra là gạt giúp anh sự luôn. Ở đây thì chỉ có là cô bác ở gần hàng xóm ở xung quanh sử ra là làm hết thôi cô bác. Thì đập những cái bó lũ đấy lên là rất là to này cô bác này. Cái bó đấy em cầm thì chắc là đập chắc là rơi vào tầm 2-3 cân ấy. Còn là nhà sử thì tít bên kia này cô bác này. Đó, tít chỗ tay cháu Đức đang chỉ đến bên kia. Bây giờ thì cháu Đức sẽ ở đây cùng em sử với lại một số cô nữa để đập. Thì một tí nữa cháu Đức sẽ về cùng ông là để nấu cơm. Cảm ơn cháu. Hôm nay thì hôm nay thì anh ra thì sử về giả công anh nhá. Vâng. Hôm nay anh không có đổi công đâu. Nghe nói là sử là được bà An Phạm là gửi tiền cho để phê người đập ấy. Hôm nay anh cũng nên làm thuê cho sử luôn. Vâng. Trải nghiệm một ngày để làm và lấy được những cái đồng tiền của em sử thì nó sẽ như thế nào không bác? Bà con ở trên này thì đều là thuê bằng cái mức giá đấy à sử? Vâng. Nhưng mà cái này thì một tí mình vẫn phải nấu cơm cho ăn đúng không? Vâng. Cơm tối đúng không? Vâng. Thế thì một tí nữa anh sẽ cùng ông về nhà nấu cơm nhá. Vâng. Cái bạn này thì trông như một thiếu nữ đấy nhờ. Đây là anh em có phải nhiều nhà sử không? Anh Giang có bạn Vân ạ. Em của Vân à? Vâng. Em của Vân, Vân nè. Vâng. Em của Vân, em gái của Vân đấy. Các bạn là năm nay mới có 15 tuổi rồi các bác. Không biết là em còn đi học không? Em thì còn đi học không hả chị? Không đi học à? Thế là nghỉ học ở nhà. Ở nhà là phụ bố mẹ à? Vâng. Em là một thiếu nữ năm nay 15 tuổi đã nghỉ học và ở nhà phụ bố mẹ làm những công việc nương giấy như này. Sử thì là một người rất chịu khó nhưng mà khuôn mặt của em ấy rất là hiền lành. Ôi dồi ôi. Ôi từ mắc rồi đi đi rồi rồi. Ôi rồi. Anh bảo là cho mượn mũ không mượn à? Hả? Anh ấy để đây cho nhá. Rồi. Đây, một cái thửa ruộng chỉ có một thửa ruộng bé tí thôi cô bác này. Như này thì chỉ có làm bằng trâu thì mới làm được thôi. Nếu mà làm bằng cái máy cày thì không có làm được. Cái chỗ này thì đập mà thóc thì chắc độ được rơi tầm 7-8 cân gì đấy thôi cô bác, cũng không có nhiều cả. Đấy, buộc đập xong thì buộc lại để phơi cho nó khô rồi thì mấy nữa thì sử thế xuống nay để vác về mang lên trên nhà để cất, xong là đến mùa đông thì dự trữ các bác, để mà dự trữ cái rơm này. Sử thì có một cái chỗ ruộng mà rất là xa luôn các bác, đi một cái quả đồi ở đây thì gọi là đi một cái quả đồi luôn rồi. Từ chỗ mà Tuấn Đức đang đứng này đến chỗ nhà sử chắc giờ đó tầm
là 4 cây số đấy cô bác, nhìn như thế này thôi nhưng mà độ tầm 4 cây đấy. 4 cây mà lên đồi. Bác lên đồi. Xem các cổ bên kia là gạt như thế nào thôi cô bác. Gạt đá hết chưa? Này là để phơi lại cho nó khô đúng không? Vâng. Đấy, phải xòe ra như này thì nó mới khô đều được. Rồi. Ở bên kia thì là các cô là đang gạt thêm một chút này cô bác này. Ở đây thì hôm nay có thêm một chị gái có đưa cả con mình ra để làm luôn. Ở nhà thì không có ai phụ ấy cô bác. Này, con của chị thì hôm nọ không may là bị ngã. Con của chị thì hôm nọ là bị ngã ở đâu? Ngã ở nhà. Ôi dồi ôi, khâu 4-5 múi này cô bác này. Sao bạn nhỏ đấy bị làm sao mà bị ngã? À đang đi chơi là ngã à? Ồ, thế thì ở đây thì khâu bao nhiêu múi này? 4-5 múi ạ. À? Hôm nay thì mang đi xuống viện à? Mang đi xuống trạm xá để khâu đúng không? Con của chị thì năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Được 1 tuổi hơn à? Ờ, thế ở nhà là không có ai trông à? Thế chồng đi đâu rồi? Chồng đi nhà. Chồng đi nhà tận đâu? Bác Hà là cây ấy. Bác Hà, thế em là ở Bác Hà à? À chị là ở Bác Hà. Chị thì sinh năm bao nhiêu? 96 à? Ồ, 96 thì hơn em 4 tuổi rồi. À gọi bằng chị là đúng rồi. Chị thì có mấy cháu rồi? Một thôi à? Ờ, có một là em nhỏ này đúng không? Thế chị là lấy chồng ở bên Lào Cai à? Từ Lào Cai sang bên này thì đi bao nhiêu cây? 40 à? Là nhà bên ngoại là ở đây đúng không? À, hôm nay là ra nhà ngoại chơi à? Ngoại chơi xong là ra gặt lúa hộ xử luôn đúng không? Đấy, tiện thể là đi làm luôn đấy cô bác. Đi từ bên kia sang, chắc là sang bên nhà ngoại cũng chỉ để phụ ngoại để gặt thóc. Nhưng mà biết là xử là thuê người gặt đấy, cho nên là chị có ở lại là thuê người gặt luôn. Đấy, bây giờ thì cũng đã gặt xong rồi cô bác này. Đấy, ngày mai nữa chắc là một hôm nữa thì mới hết được. Ở trên dưới nhà của em xử kia thì còn là một tí nữa cô bác ạ. Vậy là sau một hôm gặt thì nhà của xử đã gần hết rồi cô bác ạ. Bốn tháng thì mới thu hoạch được lúa chính ở đâu và chính ra thì được ra thì được hơn 3 tháng thì mới được thu hoạch lúa của bác ạ. Đây ở trên kia thì cũng có đáng có hai thanh niên để đập cái lư ở trên kia, ở dưới này thì có một cái. Bây giờ thì dùng hai cái thì sẽ nhanh hơn. Vừa rồi thì em Sử có đi mượn nhà hàng xóm hay sao ấy về để đấy, để về để mà dùng. Như cái cánh ruộng bậc thang mà rất là nhỏ nhỏ thôi cô bác. Cái ruộng bậc thang này thì chiều dài nó chắc được tầm 3 mét. Còn chiều rộng thì chỗ rộng nhất thì được trên 2 mét thôi. Thì chỉ có dùng trâu thì mới làm được. Nhưng ở dưới nhà cháu Lực thì ruộng còn to to một chút thì còn làm được bằng mấy cày. Ông của Sử với lại thêm một bác nữa thì về nhà nấu cơm rồi. Bây giờ thì cháu Lực sẽ ở đây ghi hình thêm một chút nữa. Là cháu Lực cũng sẽ đi về cùng ông với lại bác để nấu cơm. Những cái bông lúa mà vàng đẹp, rất là đầy đặn, không có bị thưa cả. Hay hình như là ở dưới này là một cái khe đá mà nó rất rất là sâu luôn các bác. Ở đây là một cái, ở dưới này là một cái vực luôn này các bác này. Đi ra bên kia là một xá khác rồi. Còn ở nhà Sử đây là một xá khác. Và bây giờ thì chắc là đầu đâu đó là làm độ tầm 30 phút nữa thì cũng xong rồi các bác. Trên nhà Sử thì thu hoạch lúa thì vẫn còn làm rất là thủ công này các bác này.
cấu tạo của cái lư này thì giống như nó là một cái dạng là một cái thuyền đấy cô bác. Ở bên ngoài thì có hai cái cánh mà lúc mà mình đập xuống để chắn cho những cái hạt thóc mà văng đi ra ngoài không sẽ có bị lãng phí nhiều đi cả. Cái chỗ khu nhà của Sử thì hầu như là làm cái gì thì đều được thu hoạch sớm hơn hơn cái chỗ mà của cháu Lực cô bác. Dưới nhà của cháu Lực nếu mà làm ruộng thì phải đợi trên nhà của Sử làm hết rồi, xong mọi cái rồi thì mới có nước tới nhà của cháu Lực được. Dưới kia thì cũng đang có một bác là đi chăn trâu về cô bác này. Đấy, các bác ở trên vùng cao thì hầu như là không có việc gì để làm ấy cô bác. Thì vẫn còn ở nhà có trâu thì vẫn phải đi lên rừng lấy củi này, lấy cỏ này. Có hôm thì đi chăn trâu để phụ cho gia đình. Đấy, còn thanh niên Vân này thì hầu như là lúc nào cháu Lực cũng đều thấy là ra em ấy ra hộ cả. Chào các ông các bà đi. Chào các ông các bà. Đấy rồi. Vân thì có vẻ là còn hơi ngại một chút đấy cô bác ạ, do là chưa có tiếp xúc với những cái máy quay mà nhiều cả. Không phải là mình em Vân đâu, trước kia thì em Sử và em Hải cũng thế. Lần đầu tiên mà cháu Lực lên ghi hình đấy thì các em còn rất là nhút nhát và rụt rè. Sau một quãng thời gian mà cháu Lực ghi hình nhiều thì các em bây giờ làm tất cả mọi cái thì các em đều tự tin rất là nhiều rồi. Đấy, bây giờ thì còn một thửa này thì cũng đã xong rồi. Đi lên trên xem các thanh niên kia đập là được bao nhiêu bao rồi. Thời tiết như này để mà thu hoạch lúa thì nắng rất là đẹp cô bác, phải nói là rất là thuận tiện. Cháu Lực cũng mong sao là nắng thêm một thời gian nữa khá là dài cho cháu Lực đi, để cháu Lực lấy được vật liệu đi vào. Và chúng cho cháu Lực xin được xin lại thêm thời gian thêm một chút nữa cô bác nhé, để nhà em Sử thu hoạch lúa rồi thì rồi thì cháu Lực sẽ tiến hành là lấy vật liệu vào sau được không cô bác. Chỉ cần 2 ngày thôi, đổi đâu tầm 2 ngày là nhà em Sử thu hoạch lúa xong rồi. Thì trời nếu mà tiếp tục nắng thì cháu Lực sẽ lấy được vật liệu đi vào được rồi. Cháu Lực thì năm nay vẫn còn khá là trẻ thôi cô bác, có những công việc mọi cái thì chưa có được hài lòng. Tất cả các ông các bà và tất cả khán giả trên kênh thì có thể là góp ý cho cháu Lực để cho cháu Lực được hoàn thiện cái bản thân của mình tốt hơn cô bác nhé. Đấy, bây giờ thì các cô cũng đã gặt xong rồi thì cùng phụ nhau và đập lúa rồi. Thanh niên Vân thì hôm nay đập được bao nhiêu bao đấy? Hôm nay thì em đập được bao nhiêu bao? Không tính à? Thế là tính mình đập đã đập được bao nhiêu bó? Cũng không nhớ à? Đập cả ngày rồi đúng không? Đập cả ngày thì cũng không biết là bao nhiêu bó nữa các bác này. Ở đây thì có thêm một cái hang chuột nữa các bác này. Ở đây thì chuột nó tha những cái sợi những cái bông lúa đi để mà ăn này. Đấy, ở đây thì có một cái hang nó còn hầu như là còn rất là mới đấy các bác này. Vân đi hơn Sử 1 tuổi nhờ. Là năm nay 18 rồi. 2 năm nữa lấy vợ rồi. 2 năm nữa lấy vợ là đẹp đấy. 4 năm nữa. À là 4 năm nữa mới lấy à? Ồ. Đấy cái lư này thì cũng đã gần đầy rồi cô bác. Đầy một cái lư như này thì độ nó tầm được tầm 2 bao nếu mà đầy ự ấy. Còn là không có đầy ự thì là chỉ được là 1 bao dưới thôi. Đấy phải có những cái tấm này chắn thì thóc nó không có bay ra ngoài, không thì nó sẽ bay hết ra ngoài thì nó sẽ rất là lãng phí này. Đây bây giờ thì ở dưới kia thì các cô không có nhấc được cái lư cái lên nữa các bác, thì phải nhờ đến sức của em Vân. Thanh niên Vân thì bây giờ xuống hộ đây nhở? Khỏe hơn đấy. Ui dồi. Chỗ này thì được bao nhiêu bao rồi? Sử, chỗ này được 1 bao không? Không được đâu hả?
Sự cơn hai luôn đấy nhở. Đấy. Đấy, có hai bạn nhỏ, hai em gái thì năm nay được 15 tuổi cô bác. Cẩn thận nhá, đổ hết đổ đấy. Thanh niên Vân đâu ấy? Ấu lô. Khân một pan lô. Đấy, lúc mà vận chuyển những cái lư này lên trên là những cái bậc thang mới hơn thì phải nói là rất là khó khăn cô bác. Đấy, bây giờ cái khu này thì cũng đã đập gần xong rồi các bác. Chỗ này thì có máy thửa, vừa rồi thì các cô đang đi trên kia gặt là trên kia là có một thửa nữa thử nhờ. Trên kia là có một thửa nữa các bác. Đấy, chắc là hôm nay chỉ có gạt được cái phần ở phía đằng sau nhà có sửa một chút này, và đến cái chỗ mà xa nhất này thì cũng đã hết rồi. Ngày mai thì chỉ có là ở dưới nhà của các em thêm một chút nữa thì là cũng thì là hết cái vụ mùa mà năm nay của nhà ba ông cháu rồi các bác. Nói là cái vụ này thì rất là bội thu luôn các bác này. Đấy, các bác có nhìn thấy nhìn những cái hạt thóc thì nhìn là rất là đẹp các bác nhá. Nhìn những cái hạt thóc thì hầu như là cháu được nhìn thấy là rất là ít những cái bao mà nó bị lép ấy, toàn là những cái bao mà nó đầy đặn và nó rất là to. Còn về em Vân đấy các bác, em Vân thì hầu như là lúc nào cháu lực lên thì cũng đều thấy là em ra hộ em xử cả cô bác. Hôm nay thì em mới ra hộ là không phải là mà em xử thuê cả. Hôm nay thì ra là trả công em xử. Hôm trước thì xử có đi hộ cùng em mới là gạt cô bác ạ. Đấy, em Vân thì
phải nói là một người bạn mà lúc nào cháu được cúng đều là nhìn thấy em ấy ra giúp rất là tiện, rất là nhiệt tình và giúp đỡ rất là hết mình, đúng không bác? Hai anh em từ Vân thì có thể là Vân thì có một số phận mà còn có bố có mẹ, có thêm rất là nhiều cái luôn. Còn là như Sử thì em Sử lại có một cái số phận là như em Sử thì có một cái số phận là cháu Lực chia sẻ lên thì các cô bác anh chị là cũng biết rồi đấy, thì cháu Lực cũng không phải là nói thêm nữa. Sử thì hầu như là không có chơi với ai ở trong cái chỗ mà em ấy ở cả cô bác, chỉ duy nhất là em Vân thôi. Ở em Vân thì còn học hệ đến lớp 9, xong là em ấy không có tiếp tục là đi học nữa, ở nhà phụ bố mẹ, xong là thời gian nữa em lại đi làm. Vân có bảo cháu Lực rằng là lúc nào mà gặt lúa xong thì em ấy lại tiếp tục là đi xuống cái xuôi để em ấy kiếm những công việc mà làm, chứ ở trên quê thì không có việc gì mà làm nhiều. Còn bây giờ thì chắc là cháu Lực cùng sẽ di chuyển đi lên trên nhà của ba ông cháu là cùng ông với lại bác nấu cơm một chút cô bác ạ. Hãy Sử thì ở lại đập lúa tí nhá, anh đi về nấu cơm với ông với bác chút. Anh đi về nấu cơm để đợi các thanh niên này. Okay. Trước khi về thì cũng kèm theo một cái bao thóc nữa. Bao này chắc xác độ được tầm 15 cân đâu các bác, thì cũng rất là vừa sức rồi. Đi một quãng thời gian mà rất là dài và đi rất là xa, còn leo đồi nữa. Vừa rồi thì cháu Lực có làm một cái bao mà nó dùm tầm 30 cân đâu các bác. Đi lên thì rất là mệt, cho nên là bây giờ sẽ làm một cái bao nhỏ hơn thôi các bác ạ. Bao này thì có vẻ là vừa sức hơn cô bác. Và vừa rồi thì làm một cái bao mà nó không phải là quá sức mà nó là vẫn là vừa sức thôi cô bác. Nhưng mà cái quãng đường mà di chuyển mà đi lên trên nhà của ba ông cháu ấy thì đi lên dốc thì thành ra là nó hơi mệt hơn một chút thôi. Bây giờ thì Sử với lại thêm thanh niên Vân với lại có một số cô chú mà hôm nay em Sử thuê các bác thì chưa đến giờ nghỉ thì chưa thể về trước được. Cháu Lực thì đi về trước sẽ phụ ông ấy nấu cơm ấy, và cũng có thể là ghi hình luôn cho các bà cô chú anh chị là cũng biết là hôm nay thì sẽ có thêm cái món gì các bác nhá. Đoạn đường đi vào nhà của ba ông cháu của bác từ đồng ruộng lên vào thì đi qua chỉ có là băng qua những cái cung đường mà nhỏ nhỏ đi cả thôi. Cái đoạn này đi còn đường nó ngang ngang một chút, chứ còn một tí nữa qua cái khe suối mà đi thì đi toàn trèo lên dốc luôn. Vậy bây giờ thì phải nghỉ ngơi một chút đã cô bác thì mới đi được. Và cháu Lực cũng xin được gửi một lời cảm ơn tới tất cả các cô bác anh chị và tất cả các khán giả trên kênh đang theo dõi kênh Bạn Em đấy. Thời gian qua thì cháu Lực có bị ốm ấy, thì cũng được rất là nhiều cô bác anh chị có gửi lời hỏi thăm tới cháu Lực. Và hiện tại thì sức khỏe của cháu Lực thì đã ổn định rồi, để tiếp tục đi những công việc mà thiện nguyện của mình cô bác.
Cháu Lực cũng rất là cảm ơn các ông các bà, cô chú anh chị đã quan tâm tới cháu Lực nhiều hơn. Cô bác mà có theo dõi được những cái thước phim cháu Lực chia sẻ lên thì có thể cho cháu Lực xin một nút like và một lượt chia sẻ, cộng thêm một lượt đăng ký kênh nữa để cho giúp cho kênh bạn em ngày một phát triển hơn và lớn mạnh hơn, là đi giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh còn khó khăn ở trên vùng cao này cô bác. Cháu Lực đi tới những hoàn cảnh nào thì cháu Lực không có ngần ngại gì cả cô bác. Những cái đoạn đường, những cái cung đường nó đi khó khăn như thế nào đó thì được sự tin tưởng của các ông các bà, các cô chú anh chị và Mạnh Thường Quân gửi cho cháu Lực đều, không có mang những cái suy nghĩ ở trong đầu mình rằng là ô cái hoàn cảnh đi vào khó khăn quá cháu Lực không có vào nữa đấy, thì như vậy thì điều đấy thì cháu Lực sẽ không có làm. Ở đây thì cháu Lực muốn là mở một cái kênh YouTube nhỏ nhỏ ra để đi giúp đỡ được những hoàn cảnh mà ở vùng sâu vùng xa, những hoàn cảnh còn khó khăn. Đấy là những cái mục tiêu mà cháu Lực đặt ra để cho cái bản thân của mình cô bác ạ. Thì rất là mong các ông bà cô chú anh chị sẽ tiếp tục theo dõi những cái thước phim, những cái video cháu Lực chia sẻ lên. Còn bây giờ thì cháu Lực di chuyển lên trên nhà của bác cháu thì cháu Lực sẽ không có ghi hình nữa cô bác. Tại vì cái đoạn đường này đi này cô bác này, trèo lên trên đồi kia thì đi toàn đi lên ruộng, đi lên đồi thôi, thì cháu Lực sẽ không có cầm cái máy quay ghi hình ở khúc này nữa cô bác. Đấy, một tí nữa thì đến nhà thì cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình cho cô bác anh chị xem những thước phim mà cháu Lực cùng các ông cột sử, cùng ông cột sử với lại thêm bác để nấu cơm của bác nhá. Tại trên vùng cao này thì đến mùa này nó có con nhộng ở cái tre các bác, và hầu như là bà con hay đi ra cái phần rừng của mình để chặt về, xong là lấy con nó về đi bán các bác ạ. Đấy, bác thì còn không có cả mặc áo luôn, trèo đi trèo lên trên những cái ngọn cây tre rất là cao. Này chắc là người ta lấy hết rồi mà bác ơi. Này người ta lấy hết rồi. Nhìn trong cách của bác trèo có cảm giác như rất là nguy hiểm của bác ạ. Bám trên là những cái cành mà nó rất là nhỏ thôi. Ê cẩn thận bác nha. Đu mình trên những cái ngọn, đu mình trên những cái ngọn cây mà rất là cao luôn. Đấy, bây giờ thì đang chuẩn bị là leo đồi rồi các bác này, kèm theo một bao thóc nhỏ nữa. Sao là chỗ đấy có đấy nhỉ bác nhỉ? Hưng dù vừa chú à? Những cái cành mà ông đang bám cô bác này, một cái cành mà rất là nhỏ thôi đây, một cái cành mà rất là nhỏ, không may nếu mà bị rơi xuống thì tai nạn luôn đó. Ôi chắc là nó đi đâu rồi, chắc là nó không ở nữa rồi. Ôi không còn nữa đâu bác ạ. Không còn nữa đâu. Một mi lô. Chắc này một mi lô. Nói là các bác ở trên vùng cao đi kiếm được những cái đồ gì mà đi ra chợ phiên bán ấy cô bác, thì cũng rất là nguy hiểm cô bác.
Thôi cháu nghĩ là bác nên đi xuống đi. Đợi một chút nữa xem là thành quả của bác thì có lấy được không các bác. Miu miu bác. Biết trúng não mẹ của mi rồi nha. Bố mi à, thả não rồi à. Bác leo trèo lên rất là cao nhưng mà thành quả cuối cùng thì không lấy được cô bác ạ. Dường như là cái cây này chắc là con nhộng cây ấy nó đã đi ra rồi hoặc là nó đã chết rồi ấy. Thế còn bây giờ thì cháu được xé di chuyển lên cái nhà của bác cháu rồi cô bác ạ. Sau một quãng thời gian thì di chuyển từ dưới chân đồi kia lên thì cháu Lực cũng đã vác được bao thóc đến nhà của ba ông cháu rồi. Hay bây giờ thì đi vào xem là ông với bác thì đã nấu cơm tới đâu rồi. Thì cháu Lực sẽ phụ thêm là nấu cơm nữa. Phát tốt rồi chứ anh à? Phát tốt rồi đấy. Thùng khâu ra chứ. Thế ông thì đang cầm nấu cơm rồi các bác. Hôm nay thì sẽ đông người thì sẽ nấu bằng cái nồi bếp ga này, bếp gang này. Thế còn hôm nọ thì bà An Phạm cũng có nhắc nhở cháu Lực rằng là mua lên cho các em thêm 2 con gà nữa các bác. 2 con gà mà hôm trước cháu Lực mua cho lên đấy. Thì bà cũng có dặn cháu Lực rằng là nếu mà hôm nào nhà của ba ông cháu gặt đấy thì có thể là bảo ba ông cháu mổ con gà đó. Và hôm nay thì cháu được lên thì cũng thấy là ông với bác là mổ thêm 2 con gà của bà An Phạm. Dạ. Hộ ông à? Vâng. Đây ông bác thì đang vặn một chút lông gà này cô bác. Đấy bây giờ thì cháu được xé phụ bác với lại ông thì nấu cơm. Một mình cháu Lực thì khúc này cháu Lực sẽ không có ghi hình thêm nữa cô bác nhá. Một tí nữa nấu cơm có những món nào rồi thì cháu Lực sẽ chia sẻ lên cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết ạ. Thì Hải thì cũng đi học về rồi. Hôm nay thì học về khá là muộn đấy nhở. Vâng. Hôm nay thì Sử bận rồi không có đi đón được cô bác. Nay thì một mình em mới tự đi bộ lên thôi. Cháu chào các ông các bà. Rồi, hôm nay đi học thế nào? Nay vẫn bình thường ạ. Nay vẫn bình thường à? Nay đi bộ thì có mệt không? Hơi mệt một chút. Hơi mệt một chút à? Vâng. Nay thì nhà mình sắp gặt lúa sắp hết rồi. Vâng. Đấy đi. Đấy, hôm nay thì nhà mình gặt lúa thì anh Sử không phải là đi đổi công nhiều. Vâng. Đấy. Hôm nọ thì anh gửi tiền cho biết là có biết làm gì không? Gửi về thuê người gạt đúng không? Thuê người thuê. Rồi đi đằng sau cô bác đựu thành một cái cặp nữa ướt hết cả đằng sau. Anh xem đằng sau nào. Nào anh xem đằng sau. Ui đây này. Đấy, cô bác này đều điệu cái cặp ấy. Cái cặp này thì rơi vào tầm là 4-5 cân đấy. Thành ra là em ấy đi bộ thì nhạt ướt hết cả vai này. Ôi dồi ôi, rất là thương này cô bác này. Ôi ôi, đây đúng một cái vết mà giấu cặp luôn. Ở đây thì hôm nọ là ba ông cháu chồng à? Vâng. Đấy hôm nọ thì ba ông cháu chồng. Đấy hôm nọ thì ba ông cháu chồng một chút đố ở đây này cô bác này. Đấy bây giờ thì cũng sắp được ăn rồi. Cái đố này thì chuẩn bị được ăn rồi đấy nhở? Vâng. Đấy thời gian tới thì những cái cây đố của nhà các em này cô bác này, vườn đố này thế đủ ăn ba ông cháu ăn thoải mái luôn. Còn rau cải với lại rau ấy thì hôm nọ cũng đã thu hoạch hết rồi cô bác.
Rồi hết thì mới trồng rau này rồi. Ở dưới kia thì cũng có một thửa nha, trong hai thửa nha. Vâng. Đấy, vừa rồi thì các thanh niên với lại thêm các cô nữa thì cũng đã đi thu hoạch lúa về rồi cô bác. Nhà Hải thì bây giờ còn dưới này một tí nữa thôi nhỉ? Vâng. Đấy, còn ở dưới này một tí nữa thì là cũng hết rồi. Đấy, năm nay thì không có được ở nhà hộ gạt nữa nhỉ? Vâng. Hầu như là đến mùa gặt thì không có ở nhà rồi nha. Vâng. Nếu mà hôm nào vào thứ bảy chủ nhật thì mình mới phải đi gặt thôi nha. Vâng. Đây, vườn đúa của nhà các em thì lên rất là tốt này cô bác này. Đấy, đi về nhà thôi nha. Vâng. Ở đây thì còn chưa có được chưa có thu hoạch được cho lắm cô bác, phải để tầm tuần nữa thì mới thu hoạch được. Đây, vừa rồi thì làm gà mỗi cái thì cũng đã xong hết rồi cô bác ạ. Bây giờ chỉ cần luộc lên là một tí nữa thì sẽ ăn cơm rồi. Đây, nhà ba ông cháu thì có trồng thêm một chút mía nữa. Mía này thì cây nhỏ thôi. Mía này thì có ngọt không hả Hải? Có ạ. Hả? Có. Ngọt à? Vâng. Rồi đóng cửa đi. Đây, không thì tí gà lại đi xuống ấy ăn hết là của mình rồi. Vâng. Đây còn mấy bao thóc trên kia cô bác. Thì vừa rồi thì muối bạn lên thì điệu thêm một chút, một là mỗi người một bao thóc nữa. Sử đi à, Sử chuẩn bị đi tắm à? Hay đi tắm đi, xong là ăn cơm thôi. À. Chi thì hôm nay có mệt không? Hả? Không. Không mệt á? Cắt lúa này không mệt à? Thế vừa rồi lên thì có điệu ít thóc về không? Hả? Hả? Không rồi, chắc là về không rồi. Về không này à? Ồ, bé quá thì về không à? Bây giờ thì rửa tay rửa chân tắm rửa xong rồi chuẩn bị ăn cơm thôi nhỉ? Đấy, anh nấu cơm cả buổi chiều đợi đấy. Đấy, gà thì đang luộc rồi cô bác. Hôm nay chỉ có gà thôi cô bác ạ. Đấy, ông thì đang ngồi canh để trong cái nồi gà. Cơm thì ông là chín rồi. Bữa cái phát vắn thì thế nào nó dễ nổ. Đấy, vừa rồi nói với ông là ngày mai gặt thêm một ngày nữa thì là cũng hết rồi. Đấy, hết một vụ mùa đấy. Dễ áp bị đây để tầm chỉ tay à? Bị đây để tầm chỉ tay khâu à? Tiếp tay á? Tưng lý nào ạ? Ồ. Tổng cộng tưng lý đây để tầm chỉ tiếp tay à ngăn bố? Nhìn thiếp đẹp chứ? Ồ. 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 Hay ông thì cũng không biết là dự đoán là năm nay là sẽ rơi vào tầm bao nhiêu bao nữa. Năm nay thì có vẻ là lúa tốt hơn các bác. Mọi năm trước thì chỉ có được mười mấy bao thôi. Thì đủ bao cháu ăn được có nửa tháng thôi cô bác ạ. Đấy, trong nhà các em thì có vẻ là bây giờ đang mùa gà đấy các bác. Để hơi nhiều đồ một chút, gọi là bừa bộn một chút. Thì rất là mong các ông bà, cô chú, anh chị có theo dõi được những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên. Thì rất là thông cảm cho cháu Lực. Không phải là cháu Lực không nhắc nhở các em đâu các bác. Bây giờ thì vào vụ gạt đấy. Thành ra là để rất là nhiều đồ. Thành ra là hơi bừa bộn một chút. Bây giờ thì đợi nồi gà chín nữa thôi. Thì là chặt thịt gà. Thì cũng chuẩn bị ăn cơm rồi. Bây giờ Sử thì sẽ đi tắm thôi. Đi tắm rồi còn thêm mấy em nhỏ nữa. Chi? 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 Con của chị là tên gì đấy? Hả? Tên Đấu. Đấu à? Ừ. Tên Đấu à? Đây là chị của Chi à? Vâng. Thật nào hai chị em mới giống nhau một chút nhỉ. Chi đang chơi trò gì đấy? Có điện thoại rồi à? Hả, mẹ mua điện thoại rồi à? Vâng. Mua điện thoại để chán trai không? Hả? Không đâu nhỉ. Mẹ đánh đấy nhỉ. Đây là mẹ của Chi đấy các bác ơi. Ôi, lên chức bà ngoại đấy nhỉ. Phải khân chức phò nó. Phò nó. Ồ. Và đây lên lục mà tả hòn khâu ra. Thời gian này à? Dạ, khoảng vàng phía sâu mà tả cú khoảng khâu. Ồ. Còn
cứ lăng ra sang cứ lăng xài đi ra bộ đại phải dinh nữa phải đi sát nữa phải phải dinh ờ phải đi sát từ này ra ờ lao khỏe là phải dinh này là tự nhiên nhiều hay hôm nọ thì em bé ra đến nhà ngoại chơi cô bác thì không may là bị ngã, thành ra là bây giờ phải nằm viện, khâu phải nằm viện đấy, thì chưa có đi được về nhà của mình. Hay trời thì bây giờ cũng khá là tối rồi cô bác, có thể là bây giờ cháu được đang cầm điện thoại ghi hình thì nó sẽ hơi trắng trắng một chút, nhưng mà bây giờ hiện tại thì cũng đã gần là 6 giờ tối rồi. Hải thì đi học về thì làm những cái gì hả? Không biết là làm gì đâu, chắc là chỉ có đi lấy cỏ, phải đi lấy cỏ cho trâu ăn thôi. Cái này thì Hải làm sập đúng không? Không phải đâu. Ai làm sập? Về thì nó tự về thì nó vì như thế này à? Ừ. Hôm nay thì sẽ để thanh niên Sử thể hiện tài năng chặt gà của bác ạ. Đấy, người ta bảo là phải chặt gà thì mới lấy được vợ. Sau này Sử thì phải biết là chặt gà thì mới lấy được vợ đấy. Hãy xem Sử băm gà này. Sử lấy con dao đi. Lấy con đấy được không? Nếu mà không được thì dùng con to kia kìa. Con to mà chặt gà kìa. Thì nó mới ấy muốn đấy. Không được. Chặt tôi muốn cho chạy ăn cá thì à? Thầy tí à? Đói chưa? Tức giặc bà. Đói rồi. Đói rồi à? Ừ. Ê, phải đợi một tí nhờ. Hay bây giờ thì chặt gà xong thì cùng sẽ ăn cơm thôi các bác ạ. Bà con, các cô bác thì cũng đã đi làm về. Đi làm vất vả và đói rồi. Hôm nay thì có hôm nay chỉ có là bạn của Sử là đi ra trả công cho Sử thôi, còn ngoài đâu ra là các bác là đi các bác là ra lại là để Sử là thuê các cô bác giả thuê cô bác. Hôm nọ thì cháu cũng đã gửi tiền của bà An Phạm cho Sử rồi. Đấy, cho lực ghi hình lại một chút cái khoảng khác mà em Sử chặt gà của bác. Sử lấy ghế ngồi đi, không có ghế ngồi à? Lấy ghế ngồi đi. Đâu nhỉ, cái ghế đâu rồi? Đây này. Đây lấy ghế ngồi rồi băm cho nó thoải mái. Đấy, ngồi thế có vẻ ok hơn không? Sử thì với 18 xong của bác ạ. Ở đây thì hầu như là người đồng bào trên vùng cao này thì lúc mà nấu cơm thì không có sử dụng bao tay, kể cả ở nhà cháu Lực cũng vậy cô bác. Thì rất là mong cô bác chị xem được những thước phim mà cháu Lực nấu cơm. Cháu Lực rất là mong rằng cô bác anh chị có theo dõi được những thước phim mà anh em đang nấu cơm lên, không có đeo cái găng tay, thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm về cái khoản này. Không phải là mất vệ sinh hay là gì đâu cả các bác ạ. Trước khi vào nấu cơm hay là băm thịt gà thì đều rửa tay trước khi chặt thịt gà rồi. Người ta bảo là sống ở đâu thì âu ở đấy thôi các bác, chứ không thể bây giờ nếu mà cháu Lực ở trên vùng cao này mà cứ nấu cơm mà cứ lôi cái bao tay ra để dùng thì nó sẽ có nhiều các bác xung quanh hàng xóm thì có vẻ như là nó đánh giá mình qua một cái cách nhìn được khác. Ở đây thì mình muốn làm như vậy để cho nó giữ gìn vệ sinh thôi. Hôm nay vác lúa từ dưới nhà kia lên thì mệt phết đấy Sử nhỉ.
may sử là vác được bao nhiêu chuyến? Bác từ dưới kia được 2 chuyến à? Lúc anh em mình về một chuyến xong đến tối, tối lên lại được một chuyến nữa nhỉ? Đó là bác thóc từ cái đoạn dưới cái chiều nay cái cảnh mà phải nói là bác từ bác những cái bao thóc từ dưới cái đồng ruộng của nhà em sử lên đây của bác thì một đoạn đường mà phải nói là cũng rất là xa, và trong khi đó thì lên thì còn phải là còn phải trèo lên đồi nữa. Nếu mà không chín quá thì bỏ vào nồi lại tiêm. Anh xem chỗ nào mà không chín ấy, luộc cho chín mấy thì bỏ vào nồi. Đấy, bổ đôi ra. Đấy, bỏ vào nồi. Này còn là một chút thì luộc chưa có được chín mấy cô bác. Ở đây thì bà con ở trên này thì không có muốn kiểu là ăn tái, ăn nó chín hẳn cô bác ạ. Con đấy thì con to hơn ấy, thành ra là nó khó chín hơn. Con sẽ xem mẹ tao thì nó kiếm mình tiếp rồi. Bác cậu cháu lấy lại cái nồi kia đi, bể để vào trên bếp đi. Để bếp để cho nó đun đun qua một chút. Tí mà có chỗ nào mà chưa chín thì mình có thả vào luôn. Cứ chặt ra đi, nếu bây giờ không chín thì mình bỏ vào trong cái nồi luôn. Bây giờ thì sẽ để cho sử chặt thêm gà một chút thôi cô bác ạ. Thế vừa rồi thanh niên này có phát hiện là trên cây cao có một cái tổ ong ấy cô bác. Thì chắc là thanh niên này đi mặc áo bảo hộ xong đi lấy này. Ui, áo này thì được làm bằng cái gì đấy? Áo này ờ? Áo này không biết bằng cái gì đâu. Ui, ong đốt không được vào được chợ đâu nhỉ? Được. Ôi, trong này có quạt luôn à? Có luôn. Áo này thì mua bao tiền? 1,1 triệu. 1,1 triệu à? Ồ, chắc thì hôm nào mà lên trên rừng thì cô bác chắc cũng phải sắm thêm một cái bộ áo như này này. Tổ ong đấy cao không? Cao. Cao mà. Tích trên này này. Tích trên kia? Trên này này. À, tích trên kia. Ui, tích trên cây cao hiểu cô bác này. Tổ ong này chắc, tổ ong này thì chắc là ong khoái đấy, trên cây cao. Đây là đồ bảo hộ chân à? Đúng rồi. Ồ. Đồ để lên. Tổ ong này thì lấy xuống bán lại cho anh đi nhờ. Ok, được mà. Ong này thì bây giờ thanh niên này đang chuẩn bị đi lấy ong này cô bác này. Ui, phải bảo hộ rất là kỹ thì mới dám lên lấy đấy nhờ. Thế thanh niên là hay lên trên rừng để lấy ong à? Đúng rồi. Một ong là hay lên à? Cái này có phải sạc điện không? Có chứ, có sạc dự phòng trong mà. À, sạc dự phòng ở trong à? Này mà mua cho này mua cho Sử một bộ để đi phòng Sử đi lấy mật ong ấy nhở? Được không? Ai dùng bao bao tải này? Để
thanh niên này là chuẩn bị đi lấy một ông cô bác, xong lấy xong rồi thì về đi về nhà. Làm tổ thì trên cây rất là cao này cô bác này. Cái tổ này thì cháu Lực đi xuống thì cháu Lực không có để ý nhìn thấy đâu nhá. Vừa rồi thì thanh niên bảo là vác đồ ra để lấy tổ ong ấy, thì cháu Lực hỏi là ở đâu thì bảo là trên cây cao kia. Bên sao đâu? Thanh niên này bây giờ chuẩn bị lấy mật ong này cô bác này, bảo hộ thì rất là kỹ luôn đấy. Đấy, ban ngày thì thanh niên có bận đi làm với cô bác, đến đêm thì mới dành thời gian ra để đi khai thác mật ong. Vặt lấy ra đằng sau đi cho nó đấy đấy. Chả tinh nào á? Nó thật là sụt hồ là tinh hả? Mất rồi, rồi đấy chỉ là một loa. Đây là để cầm nữa chứ? Xin lạp à? Nó khỉ à? Đấy khâu nó khỉ à? Lấy đó. Nó sẽ tao hồi tại vì gì rồi? Đấy, đi cầm đi theo một cái đèn pin nhỏ này thôi cô bác này. Nó hổ phồng co. Đi à, đi đây à? Theo đường này à? Chơi cái bộ đồ này vào nhìn trông như quái vật đấy nhở. Đi theo thanh niên để đi lấy mật ong xem là có được không cô bác. Đấy, ở đây mà có cô bác nào mà quan tâm tới mật ong rừng này, mật ong khoái này thì có thể điện thoại qua cho cháu Lực. Thì có thể điện qua cho cháu Lực qua cái số điện thoại ở trên màn hình. Thì cháu Lực sẽ gửi những cái lít mật ong mà nguyên chất nhất tới cho tất cả các ông bà, cô chú, anh chị. Trong thời gian tới thì cháu Lực sẽ đi hẳn vào trong rừng sâu để đi khai thác được những cái giọt mật mà nó tự nhiên nhất. Ở trong tít trên kia à? Uầy, thế bảo ở trên kia thì có một cái tổ ong này cô bác này. Ui, giỏi phết nhỉ. Được phết nhỉ. Ơi, nó bị mắc dây điện rồi. Giỏi phết nhỉ. Ui, cái bộ đồ này có vẻ là bám cây rất là chắc này cô bác này. Ui. Ui. Nhanh nhỉ. Ôi thôi chắc mình chạy thôi. Đi đi. Hả? Đi 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 xuống dưới đi. Nó còn chưa đến trên kia mà. Chưa đến à? Chưa đến đâu mà. À. Tết trên kia cơ. Ôi, cao phết nhỉ? Ừ. Hả? Tổ đồng chí hành thủy gì đâu. Cái tổ này thì ở trên cây cao rất là cao của bác. Đây thì là một ong khoái. Một ong khoái rừng luôn. Mặc dù là ở cạnh nhà của các em thôi. Nhưng mà cháu Lực lên đây thì cháu Lực cũng không có để ý thấy được. Sắp đến tổ chưa? Chưa à? Nhìn trông thế thôi rất là cao cô bác nhé, cháu Lực đã zoom lên rồi cô bác này. Đấy, từ cái độ cái góc cây này lên trên kia rất là cao luôn. Đấy, để lấy được những cái lít mật ong thì không phải là đơn giản đâu cô bác ạ. Phải mạo hiểm cả cái tính mạng của mình thì mới lấy được những cái mật ong mà nguyên chất. Cháu Lực cũng rất là mong các ông các bà sẽ ủng hộ mật ong mà các bạn này đi khai thác về được.
Ở đây thì cháu được chỉ có thu mua lại thôi. Sắp đến tổ đúng không? Đấy, cái bạn kia thì sắp đến tổ mật ong rồi, cho nên là cháu Đức sẽ lại di chuyển đến xuống nhà của các em. Và chắc là cũng sẽ chuẩn bị là ăn cơm thôi các bác. Bây giờ thì cơm thì cũng đã chín rồi. Đấy, đi lên là rất là cao đây các bác. Từ trên ngọn cây cao trên kia. Ơi mỏ lên. Còn thanh niên kia tí lấy được mật thì cháu Đức sẽ đi. Mình không thể. Đấy, còn thanh niên kia đi thu được mật như thế nào rồi thì cháu Đức sẽ thu mua luôn các bác. Thu mua luôn chính của cái bạn đấy luôn. Thế còn bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng sẽ đi vào là ăn cơm rồi các bác. Bây giờ thì mọi cái thì cũng đã chín hết rồi. Sau cái quãng thời gian thì bây giờ cũng chuẩn bị ăn cơm rồi các bác. Vừa rồi thì có các cô thì có ăn trước rồi và đi về rồi. Bảo là các cô bảo là muộn quá. Đây có vẻ như là hôm nay ai cũng làm rất là mệt rồi và cũng rất là đói rồi cô bác ạ. Hôm nay thì bác lúa cũng hơi mệt một chút, là tối nay về thì chắc là sẽ ngủ ngon luôn các bác, ngủ đến tận sáng mai luôn. Hải thì mai có đi học không? Có. Có à, ngày mai đi học mấy giờ? Chắc là đi 5 giờ. 5 giờ đi á? Vâng. Thế nhưng mà anh Sử không đưa về đưa đi à? Vâng. Ngày mai lại gặt thêm thì anh Sử không có đưa được đi đúng không? Vâng. Thế thì chịu khó cố gắng đi bộ nhá. Vâng. Hay là một tí đi cùng anh luôn. Mai mới đi à? Không thì đi cùng anh cũng được. Đấy. Anh ngủ ở dưới nhà anh luôn. Hải thì đi học về các bác, với còn ở nhà lấy cỏ này, làm đủ mọi thứ luôn các bác. Một cậu bé mà cũng rất là ngoan, học cũng rất là giỏi luôn. Đấy, hôm nay chỉ có là thịt gà thôi bác, thịt gà với canh thôi. Thấy ở trong nhà các em thì nếu mà đóng cửa vào các bác đun một cái bếp khói lên thì ở trong nhà rất là khói luôn. Thế còn bây giờ thì chắc là cũng chuẩn bị ăn cơm rồi các bác ạ. Ơi mấy thanh niên vào ăn cơm thôi nhỉ? Đấy, bây giờ thì vẫn còn rất là đông người làm hai mâm của bác. Vừa rồi thì có là ba mẹ con của bác thì bảo là nhà xa cho nên là ăn trước là đi về trước rồi. Cái gì Hải? Hả? Không có gì à? Ôi thanh niên Vân có vẻ hơi ngủ một tí rồi nhờ. Mệt quá nhờ. Anh không phải nói chuyện thì nó chẳng mệt. Lâu lâu phải nói chuyện một tí thì là mới biết hết mệt được nhỉ. Mấy các cô đi vào ngồi đi. Phải năng nào? Năng có là mà năng có ta khẩu rồi nữa. Phù đi dân cả ta tưng gió này. Hai. Hả? Ăn thêm tí nữa. Ra ngồi đi. Đi ngồi ăn thịt gà đi. Ra ngồi ăn thịt gà đi. Đấy. Ngồi ăn thịt gà đi. Đấy, vẫn còn rất là đông các bác. Vừa rồi chỉ có ba mẹ con là đi về trước thôi.
ngày mai nữa thì gặt một ngày nữa thì mới hết được. Như Hải thì chắc là cũng biết là hôm nay nhà mình sắp gặt hết rồi. Này bây giờ Hải thì mời các ông các bà đi. Cháu mời các ông các bà cùng cháu ăn cơm ạ. Rồi. Cháu mời các ông các bà ăn cơm ạ. Đấy rồi. Hay bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng là xin phép mời tất cả các ông các bà cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh bản em, mời tất cả ăn cơm cùng với lại đại gia đình của ba ông cháu luôn cô bác. Đấy, bây hôm nay thì phải vác thóc đi rất là xa cho nên là các thanh niên có phải có cái sức của đàn ông thì mới vác được cao như vậy cô bác này. Còn chắc là thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào cô bác, anh chị. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Rồi, Sử thì chào một cái xong rồi thì ăn cơm nhá. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.